Hôm nay thì mình lời khoảng tầm hơn 1 triệu, thế mình dừng thôi, chứ không mình không lên cố anh em ạ. Mình không đặt tham vọng quá cao. Tất nhiên khi mà anh em chơi, anh em cũng đặt tham vọng là như mình bỏ vào khoảng tầm là 5 triệu đúng không? Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình đọc được một cái comment này trên kênh YouTube của mình, và anh em cùng phân tích xem là bạn ấy làm đúng ở đâu và bạn ấy làm sai ở đâu anh em nhé. Bạn KN Music hay bình luận 2 giờ trước, bạn ấy bình luận là mình 100k lên 14 củ mà nạp đi nạp về thua sạch còn lại 2 triệu. À, thế bây giờ mình cùng phân tích lại xem là cái bạn ấy làm phương án ở đâu là sai anh em nhé. Cái sai đầu tiên là cái bạn ấy chơi 100k lên 14 củ. Đó, 100k lên 14 củ. Nghĩa là tại sao? Tôi chưa nói về cái trường hợp mà nó bị thua anh em nhé, tôi đang nói trường hợp mà được ấy nhé, nhưng nghĩa là cái tham vọng của bạn ấy được quá nhiều. Anh em thử tưởng tượng cho tôi, đó là 100k lên 14 triệu. Đó, gọi là gấp 140 lần anh em ạ. Đó. Thì thực sự ra là bạn ấy chơi như thế là cực kỳ liều anh em ạ. Tôi vẫn bảo với anh em, khi mà anh em chơi con game bài đổi thưởng Kwin là anh em, nếu anh em tâm lý ok, cùng lắm là x 3x4 số tiền là binh chi linh lắm rồi anh em ạ, hoặc cùng lắm x5, gọi là binh chi linh với số vốn nhỏ, còn số vốn to chỉ cần là x2 số tiền thôi. Nhưng mà bạn ấy làm 100k lên 14 triệu, đó là một cái gì rất to rồi. Tại sao bạn không rút ra? Cái phương án đầu tiên là bạn đặt target nó quá cao rồi, nhưng mà nghĩa là bạn ấy đã thực hiện được 100k lên 14 triệu, nhưng tại sao lại bạn không rút ra 14 triệu? Đó, bạn rút ra 10 triệu còn để lại 4 triệu bạn chơi lom rom, ngày kiếm khoảng tầm là đôi trăm k là hợp lý. Tại sao bạn không làm vậy? Đó là một cái sai. Và cái sai thứ hai là khi mà bạn lên được 14 triệu, bạn bị mất một chút. Chắc là mình đang nghĩ là khả năng là bạn muốn kéo lên 15 triệu, nhưng với cái tâm lý 100k mà bạn lên được 14 triệu, lên được 15 triệu thì bạn lại muốn lên khoảng tầm 20 triệu. Đó, đó là cái lòng tham anh em ạ. Đó, thế là mình vẫn khuyên anh em, khi mà anh em chơi con game bài đổi thưởng Kwin, hãy lên nhớ là lúc anh em chiến thắng, hãy nhớ đằng sau anh em là cái thất bại. Tôi chỉ khuyên anh em một điều như thế thôi. Lúc mình đang ở trên lưng voi thì phải nhớ là mình ngã ngựa lúc nào, bất kể lúc nào. Đó, như tay trước thì mình ăn, như tay này thì mình này thua cả bốn tay luôn, mất luôn triệu. Đó, lúc nào cũng phải đề phòng, ngửi thấy mùi thua phát là mình phải dừng, mà ngửi thấy mùi chiến thắng nhiều quá là mình phải dừng anh em ạ. Đó, đó là một quan điểm gọi là bất di bất dịch của tôi anh em nhá. Thế nên là anh em chơi, anh em phải biết cái điểm dừng của anh em đâu, chứ 100k bạn kéo lên 14 triệu gọi là bố của binh chi linh luôn rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà bạn lại không biết biết dừng, nên 14 triệu thì mình lúc đấy trong cái suy nghĩ của mình, nếu mà mình gặp phải thì mình muốn kiếm lên 15 triệu. Và đã khi 15 triệu nó lẻ ra một tí, hoặc là nó chưa đủ một tí, thì lại muốn làm tròn lên 15 triệu, mà nó thừa thừa ra một tí là mình lại muốn lên 20 triệu. Những lúc đấy thì nói thật với anh em, có mà phanh đằng rời, lúc đấy bố đánh mẹ đánh vẫn còn đánh tiếp mà. Đó, bố cản mẹ cản thì vẫn cứ chơi tiếp thôi. Đó, thế nên là tâm lý lúc anh em thua anh em phải biết điểm dừng, và tâm lý anh em chiến thắng là anh em phải biết điểm dừng anh em nhé. Chứ không phải là bạn chiến thắng là chiến thắng mãi đâu. Bạn không bao giờ, nghĩa là cái tỷ lệ xác suất lúc bạn được thì ok, bạn phải biết điểm dừng, còn lúc thua bạn cũng phải biết điểm dừng, chứ đừng lên cố làm gì. Này, như thế này mình cố này, chấp nhận, bạn nhìn thấy không, mất 4 triệu thực sự là đau lòng. Lúc đấy là mình lên khoảng tầm lời khoảng tầm là 1 triệu 1 triệu rồi, mình không nghỉ đó. Thế nên là mất là chuyện bình thường anh em ạ. Chơi có lúc này lúc kia, mình chỉ cần biết là lời khoảng tầm là đôi khoảng 30% số tiền là mình dừng thôi. Đấy là tâm lý yếu. Còn cái tâm lý là bạn nào ngon hơn, có thể là x1, x2 số tiền là dừng được rồi, nha anh em nhá. Còn cái tâm lý nữa là khi mà bạn đã mất rồi, bạn còn bỏ thêm vào anh em ạ. Bạn còn bỏ thêm vào nữa cơ. Bạn còn bỏ thêm vào lúc đấy trừ đi còn 2 triệu. Thì chính ra nhá,
như cái video, đúng là cái video mình đặt cái tiêu đề là của thiên trả địa, nghĩa là bây giờ bạn bỏ 100k mà kết cục lại bạn được 2 triệu, thế là gọi là binh chi linh lắm rồi đấy, nghĩa là kết cục đấy là vẫn còn đẹp cho bạn nha anh em nhé. Rồi ok anh em, vẫn cứ tay này mình vẫn cứ vào thôi anh em ạ, vẫn cứ vào thôi. Bạn nào mà cảm thấy mà không lật bài được ok thì các bạn có thể tham khảo về cái trò bun bun anh em ạ. Cái trò này lên cũng nhanh mà xuống nhanh anh em nhá, chứ đừng có mà anh em cứ tưởng trên chiến thắng mà anh em cứ thích làm gì làm thôi anh em ạ. Rồi bun 7 này, bun 2 này, bun 10 này. Rồi ok, tay này thì có lời rồi anh em ạ, lên 6 triệu 9 rồi. Thì bây giờ quay trở lại vấn đề như thế, mình ngã một lần mất 4 triệu ở đây rồi. Đó anh em có thể xem lại cái clip là một tay mình mất 4 triệu, đi 100k mất 4 triệu. Thì tay này thì thôi có lời anh em nhé, mình lời khoảng tầm là hơn 1 triệu rồi. Thì bây giờ mình chơi nhỏ lẻ lại. Đó, nếu tay này một tay nữa không được nữa thì là mình phải dừng ngay. Đó, mình phải dừng ngay, chứ không mình không nên cố làm gì, cố thì thành ra nó bị dở anh em nhé. Đây như thế này không được này, thêm một tay nữa 50k nữa không được thì thôi ok, chấp nhận hôm nay mình phải thua. Đó, chứ hôm nào anh em chơi được thắng đòi thắng thì lấy đâu ra, đúng không? Mình chơi khoảng tầm cứ cò cưa xẻ gỗ với nó, chơi khoảng tầm vài tay không được là mình phải dừng, chứ đừng lên cố. Bun 2 này, bài lẻ này, bun 6 này, bun bun này, bun 3 này. Ok, tuyệt vời, ngoặt rời luôn anh em ạ. Lên 6 triệu 9, lên 6 triệu 9 thì thực sự là làm phát 10k thôi. Vì mình nghĩ là hôm nay thực sự là cái con số của mình thắng, nếu mà mình cố lên khoảng tầm 8 triệu là mình sẽ bị gãy ngược trở lại và có khi là cháy tài khoản anh em ạ. Đó, chơi cò cưa xẻ gỗ với nó mãi thì không được anh em ạ, chỉ có gãy thôi. Và tại sao mình vẫn bảo anh em là khuyên anh em là lên đi cả 4 ô, anh em có thể nhìn thấy vừa nãy này, 2 ô mình thua, bên này là bun 2, còn bên hai bên này là bun 4, nó trừ đi là mình có lời được một chút rồi anh em ạ. 2 ô, chỉ cần 2 ô anh em thắng là có lời được một chút rồi, 3 ô là có lời thêm một tí, 4 ô gọi là binh chi linh rồi. Hôm nay thì mình lời khoảng tầm hơn 1 triệu thế mình dừng thôi, chứ không mình không nên cố anh em ạ. Mình không đặt tham vọng quá cao. Tất nhiên khi mà anh em chơi anh em cũng đặt tham vọng là mình như mình bỏ vào khoảng tầm là 5 triệu đúng không? Như clip anh xem là anh em xem là có mình có khoảng tầm là 5 triệu hơn 5 triệu đấy, 5 triệu rưỡi đấy. Thì mình đặt chỉ tiêu là mình muốn kiếm lên 10 triệu. Nhưng trong lúc khi mà anh em chơi, anh em phải để ý này, anh em chơi khoảng tầm 4 cầu này hay là 6 cầu này, đó, cái tỷ lệ là trả đi trả lại đôi khi mình còn âm mất khoảng tầm là 20%, 30%, có khi là 50% số tiền của mình. Đó, chơi khoảng tầm là 4 cầu đến 6 vòng cầu là anh em biết cái mùi lồng ngực anh em mình thua con mẹ nó rồi. Thì anh em nên nhớ là phải biết dừng lúc đó chứ đừng lên cố làm gì cả. Còn cái lúc giả dụ cái lúc mà anh em lên khoảng tầm là 7 8 triệu là anh em phải để ý nhá. Cái trò Super Bowl này nó lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.